Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều Chủ nhật ở trên đất Mỹ, Mountain Time, 5:02 Việt Nam giờ là chắc là 7:00 sáng. Chúc bà con ở quê nhà, anh chị em các bạn một ngày mới của tuần lễ mới với nhiều may mắn và hạnh phúc. Chào Toto, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Chúc bà con kiều bào một ngày Chủ nhật để chuẩn bị cho tuần lễ mới và cuộc sống mới nhiều may mắn. Tuần tới này thì ở bên Mỹ là ngày lễ lớn lắm anh chị em các bạn. Các bạn biết những ngày lễ lớn đó, Mỹ nó tạo cái cơ hội cho người dân những ngày cuối năm để đặng mà họ ăn xài. Nó kích cầu cái kinh tế của Mỹ đó. Các bạn biết hai cái ngày lễ lớn nhất ở Mỹ là hai ngày lễ tạ ơn với cái ngày lễ Giáng sinh đó, Noel đó, là nó quyết định cái vận mệnh cái nền kinh tế của Mỹ trong cái năm mới, trong cái đầu năm. Các bạn biết nó trông chờ vào cái những cái người nó gọi là consumer, những cái người mà họ đi mua đồ á, họ đi sắm sửa đó. nó trông chờ vào đó. Cho nên nó quảng cáo hết mức tối đa làm sao mà đó, cho cái người dân họ làm cả năm tất thần tật, là cái những ngày cuối năm này họ phải xài tiền. Cho nên nó dụ lên, bây giờ mở thiền hình tivi ra anh chị các bạn biết là cứ mua trước đi, ăn trước đi rồi trả sau. Đấy. Rồi đầu năm á, rồi tính tới. Thành ra cái các bạn thấy tụi tư bản nó dùng những cái marketing của nó để làm sao mà nó kích cầu cái kinh tế. Nó tạo cái cuộc sống nó sôi động lên. Và nó nói chung nó tìm đủ mọi cách hết. Nó quảng cáo, nó gửi thơ, và nó có những cái thành phần, những cái người mà gọi là đi dụ á, đi gọi điện thoại hay là gửi thơ, gửi thiệp, gửi đủ thứ hết. Lại nhà các bạn biết mở hộp thơ lúc nào cũng ôi, nó quảng cáo đủ kiểu đủ cách hết, là mua đi. Khi mà nó thấy các bạn mà có cái tín dụng tốt á, làm cái credit tốt á, là bắt đầu nó kêu nè mua đi, tao cho mày tiền lời 0 chấm trong một năm đầu, cứ mua đi không sao đâu. Mua xong rồi vướng vô là bắt đầu mình cứ làm ra mà chưa thấy mê. Các bạn biết những ngày này mà đi vô chợ thấy cái gì cũng muốn mua. Các bạn mà bước vào trong cái siêu thị mà của Costco thấy cái gì nó cũng mua, nó làm cho người ta bị mờ mắt đó. Nó làm, nó in những cái coupon, những cái quảng cáo rồi nó gửi về nhà. Và nó tạo cho cuộc sống, làm cho người ta mê, người ta thích, người ta lôi cuốn vào đó. Cho nên các bạn biết cuộc sống ở Mỹ, nếu mà mình không biết tự chủ thì mình chỉ bị lôi cuốn vào trong cái cuộc sống, cứ nợ nần, cứ nói theo kiểu vui vui, cứ làm, sáng làm, chiều làm, tối làm, ốm đau, bệnh hoạn nhiều khi cũng phải làm. Các bạn biết ở bên Mỹ này, nhiều khi có những người thấy tội lắm rồi, ốm đau ho cà chục cà chặt sổ mũi hì hục gì đó, nhưng mà cũng phải cố gắng lết đi làm. Tại vì cái cuộc sống Mỹ mà anh chị các bạn biết, khi mà mình bị lôi cuốn vào trong cái kinh tế xã hội hàng ngày như vậy đó, cuộc sống như vậy đó, là mình không làm là không có tiền làm sao mà chi phí được, làm sao mà trả nợ, trả bill, trả bọng. Rồi cuối cùng mình phải nuôi con nợ và tụi ngân hàng nữa. Các bạn biết đó, nó ăn hết trơn à. Cuối cùng nó ăn hết trơn à. Nó tiền lời, nó cho mình, nó dụ mình, xong rồi 6 tháng, 1 năm mà mình không trả đúng theo cái kỳ hạn là nó quất mình văng vô vách luôn. Tiền lời nó chồng lên. Nhiều khi các bạn biết ốm đau, bệnh hoạn bên Mỹ cũng vậy, là phải đi ra. Như hôm qua tôi like cho anh chị các bạn thấy, like về cái chuyện mà thuốc men bên Mỹ nó bán rất là nhiều. Cứ vô trong tiệm thuốc, cứ ngồi đọc cái quầy nào, cái chỗ nào nó bán thuốc gì mua uống tạm thời
để vượt qua cơn bệnh. Các bạn thấy bên Mỹ nó xài cái gì cũng quá chất thì rất là nhiều, thuốc men thì nó cũng là quá chất thôi. Mà ở Việt Nam mà tôi thích cái là gì, anh chị các bạn biết, ốm đau bệnh hoạn mình có thể sử dụng thuốc bắc, thuốc nam, tuyệt vời. Các bạn biết người Việt của mình đó, nó mạnh khỏe ở chỗ đó. Mấy hôm nay tôi nói cho anh chị các bạn, tôi biết có nhiều người bên chỗ tôi ở nè, lúc trước kêu về Việt Nam, tôi nói cái kêu về Việt Nam, ông nào ông mấy ông mà có chế độ cũ á, mấy ông sợ lắm, mấy ông sợ về này nọ. Mà tôi nói, tôi có kể một lần rồi, ông về vừa rồi 3 tháng ông ở bệnh 3 tháng. Dài tháng 1 này ông chuẩn bị về nữa nè. Vui quá, về thấy quê hương đất nước đổi mới phát triển, thấy người cộng sản đâu có phải giống như cái tụi mà bao que sổ lá, cái tụi chống cộng cực đoan nó lên mạng nó tuyên truyền đâu, đâu phải như vậy đâu. Về cuộc sống đâu có ai làm phiền mình đâu, mà ông về xong mà, bây giờ các bạn biết bữa hôm tôi ra nói chuyện ông nói bây giờ ông đi mua quà mua đồ rồi ông về mai mốt ông cho mấy đứa con nít đó, nó thấy ông về rồi nó về bển ông ở bển á, rồi bà con lối xóm rồi những cái nơi ngày xưa ông ở người ta cứ lại tấp nập rồi trò chuyện, rồi ông đi chơi, ông đi xe buýt, các bạn biết ông lên xe buýt ông đi chơi, ông đi đây đó, rồi ông đón xe ôm ông đi khắp mọi nơi, chẳng có ai, đâu có ai làm khó làm dễ gì ông đâu, đâu có ai mà bắt bớ ông đâu, chẳng ai hỏi giấy tờ ông, mà ông chẳng có phải đi trình đi viện gì hết. Bây giờ ông khoái quá, ông chuẩn bị về nữa. Tháng 1 này ông về nè, ông mới về, ông mới trở lại Mỹ nay chừng hai tuần rồi, mà bây giờ đã chuẩn bị tháng 1 về nữa rồi. Khi nào ông về ông, tôi nói vậy về được thì ở bến luôn đi, già rồi giờ về hưu rồi, ở bển lãnh tiền hưu rồi sống ở bển. Tôi thấy là ông có chuyện giọng lắm, thằng con ông bây giờ cũng phái nữa. Thằng con ông lúc trước cũng, tôi nói mỗi lần lại chơi nghe ba mấy cái đài chống cộng, tôi nói tầm tàu lao bá dơ, mà về bây giờ cũng mê quá, về khoái quá, về hổng về 5 tầng màn ôi về vui quá trời vui luôn. Anh em bạn bè bà con lối xóm ngày nào mình đi, mình bỏ quê mình đi qua xứ người ta cày chết mẹ luôn. Thằng cái người này tôi biết mà làm chết mà cố luôn, các bạn biết làm. Bây giờ về thấy quê hương đất nước đổi mới phai qua, nói năm tới về nữa. Nói về quê hương của mình mà, tôi nói là ủng hộ đất nước đổi mới phát triển, chính quyền nhà nước cũng luôn tạo cơ hội cho bà con kiều bào trở về với quê hương, cùng nhau tay bắt mặt mừng quê hương đất nước đổi mới. Tại sao mà mình không về, mình là người Việt Nam mà. Bây giờ về, tôi nói anh chị các bạn, bởi vì mấy người mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ bây giờ nó yếu dần dần rồi. Cái chính sách đổi mới của đất nước, cái nghị quyết 36 phải nói là tuyệt vời, đảng và nhà nước đi vào thực thi, đi vào trong cái như là nó là một cái sự hứa, một cái guarantee, một cái bảo đảm là bà con kiều bào về với quê hương, nếu không chống phá, nếu không xuyên tạc, không phá hoại đất nước, gây mất đoàn kết dân tộc, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, là đâu có ai mà bắt bớ hay làm phiền hay gây khó khăn gì đâu. Tôi nói ngay cả đất Mỹ cũng vậy, anh là một người công dân mà anh chống phá lại quyền lợi quốc gia của đất Mỹ, nó cũng đập anh văng vô vách thôi, nó cũng được anh chạy cốc cờ luôn, chứ không phải giỡn đâu. Như thằng Snowden Edward, các bạn thấy nó chống lại cái quyền lợi của quốc gia của Mỹ. Mỹ tước quốc tịch nhỏ phải chạy qua bên Nga để tị nạn. Ngay cả Bradley Manning là một cái binh sĩ binh nhì, cũng làm ảnh hưởng tới cái quyền lợi quốc gia, nó cũng bắt nhỏ bỏ 35 năm tù. Nói chung quốc gia nào cũng vậy, anh sống anh làm công dân, anh phải làm công dân tốt. Nếu mà anh chống lại quyền lợi của quốc gia dân tộc thì chính phủ nó quất anh thôi. Tôi nói bên Mỹ, tôi nói là hai trường hợp đó, còn những trường hợp, nhiều trường hợp lắm chứ không phải là không. Như David Koresh, ông này ông là mục sư ở bên tiểu bang Texas, cái chỗ Waco, các bạn thấy ổng lập nên một cái compound, cái trang trại của ổng. Ổng dùng cái tôn giáo để đặng mà ổng lừa những người tín đồ. Các bạn biết ổng mua những súng ống vũ khí hạng nặng. Khi đó FBI là nó theo dõi, nó kêu ổng phải giao nộp lại những loại vũ khí hạng nặng đó.
tại vì ổng là dân sự, ổng mua quá nhiều, ổng có ý đồ mà chống lại chính quyền liên bang, cho nên nó xuống nó thương lượng với ổng không được, rồi hai bên bắn nhau. Các bạn biết Mỹ nó đem tới ngay cả trực thăng Apache, các bạn biết là một cái loại trực thăng Apache là một trực thăng nó như con chuồn chuồn vậy, cái chiếc đó đó nó dữ dằn lắm, mà nó đem cả trực thăng Apache rồi Black Hawk rồi ngay cả lính Marine tới nữa, xe bọc thép nữa, nó đánh nhau, các bạn thấy nó đánh nhau và cuối cùng ổng giết hết 100+ người ở trong cái trang trại của ông, ổng giết hết, đốt trang trại luôn. Các bạn thấy nó đâu phải tất cả những gì mà người dân mà mình sống mình làm gì mà đi ngược lại với quyền lợi quốc gia là anh bị, anh phải chịu cái trách nhiệm đó thôi. Ở Mỹ nó cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy thôi, giống như cái con nấm, con mắm mẹ nấm đó. Các bạn thấy ở trong nước thì bài lắm trò, nhưng còn các bạn thấy điếu cài Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần rồi, các bạn thấy không, với chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước ở trong nước viết blog nói tùm lum tà la, tới lúc nào đó thì luật pháp cũng không thể nào cho phép họ, cũng phải bắt họ phải dừng lại, tại vì họ nói nó không có đúng với sự thật, nó gây ảnh hưởng làm hoang mang đến đại quần chúng nhân dân. Cuối cùng thì tao cho mày một vé one way ticket cho mày đi qua Mỹ đó. Thay vì ở Việt Nam nhốt lỏng mấy cái đám này, tao cho mày qua Mỹ, thằng Mỹ nó cho mày qua đó, nó nhận mày đó, giờ qua hàng nào mấy, các bạn thấy không, cơm áo gạo tiền, cái đất Mỹ tôi phái nó hay là hay chỗ đó, hay chỗ đó, mày chống cỡ nào chống, ở quốc gia mày mày sống không được, tao cho mày qua đây, tao cho mày qua đây, không phải mày qua đây là để mày lập đảng, mày lập bè lập phái để đặng mày chống chính phủ, hay là mày viết blog mày phê phán chính phủ Mỹ. Như tôi nói mấy cái tụi mà viết blog mà giờ điếu cày cô Quy Hà Vũ hay là Tạ Phong Tần rồi cái con mắm mẹ nấm đồ đó, mày qua mày viết đi, mày qua mày viết nước Mỹ ô nhiễm Formosa đi, mày qua mày viết mày nói về những cái tình hình nước Mỹ đi, coi mày có văn vô vách không, viết đưa lên Facebook đi, mày đưa lên mạng đi, coi mày có chết không, nó đập liền đâu dám. Mỹ mà các bạn biết nó là một cái quốc, nó là tư bản tài phiệt mà nó điều khiển mà. Đâu có đùa với nó được, chỉ có đùa giỡn là chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước trong Việt Nam thôi. Tôi nói với anh chị các bạn biết, tôi rất là vui hôm nay tôi nhận được một tin, thằng này nó cũng như là thằng em tôi trong nước vậy, nó mới bị bắt, nó không phải là bị bắt nữa. Tại vì cái tội ngu mà lì lên trên mạng Facebook chia sẻ những cái bài của cái tụi lũ phản động, nó đưa những cái chuyện không đúng sự thật ở trong nước, rồi mình là người dân mà mình không có biết đầu đuôi câu chuyện, mình cũng đem ra mình share, bị công an Tiền Giang hốt, mời lên mời xuống, nhỏ giờ hỏi giờ phải làm sao, ông nói tại mày ngu mà lì, bây giờ phải xin lỗi, tại vì em không biết, em lên mạng tại vì em không có hiểu về những cái mà xã hội, mình không có nắm vững được, không có xe tầm bảy tầm bạ được. Luật an ninh mạng, tôi mong rằng được an ninh mạng ra đời sẽ siết chặt lại mấy cái thành phần mà đưa những cái tin gọi là fake news, tin giả mạo, những cái tin tầm bảy tầm bạ. Thế giới cộng đồng mạng bây giờ nó đa chiều, cái gì cũng vậy. Không hãy thấy người ta thấy ra cái chụp chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Nãy mới gọi tôi nói là bảo nó bây giờ nói là tại vì em không hiểu, thì thực sự nó cũng ở quê thôi, nó coi nhiều khi coi mấy tụi kia nó lên, mỗi lần tôi về cũng vậy, mấy người con cháu thôi hay là anh em trong nhà hay là người thân, tôi bất cứ ai vậy nói lên mạng chơi đừng có bài đặt, mà thấy người ta những cái bài viết họ nói tầm bậy tầm bạ, rồi dân chỗ này chỗ kia thế nọ, rồi mình share ra rồi mình làm cho những người khác quan mang, không bao giờ làm chuyện đó. Nếu mà xe mà lỡ mà có chuyện gì bắt là cho mày chết luôn, tao nói cho lên đó cho mày bị đập một trận luôn, cho mày chừa vì cái tội ngu. Mình phải cái gì mình cũng phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, mạng là cái nơi để mình lên đó mình học hỏi, mình tìm hiểu, nó đa tìm hiểu những cái gì hay, chứ không phải những mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp. Các bạn thấy cảnh sát mình Mỹ không, nên nó núp ở mấy cái chỗ vậy đó,
má ăn nào mà nhìn không thấy kỹ rồi giọt quá cái là nó lụm luôn không? Các bạn thấy bên Mỹ không, nó tuần tra xe nó đậu ở những cái góc mấy cái ngày lễ này nè anh chị các bạn, gần vô lễ nè tụi cảnh sát rồi nó ra quân dữ lắm, tại vì nó ăn cắp đồ, nó ăn cắp vặt rồi nó người ta đi mua quà cáp khi ta bỏ một xe rồi nó đập xe rồi nó ăn cắp rồi dữ lắm, mấy ngày này nó cũng ăn trộm cắp đồ đủ thứ, cho nên lực lượng cảnh sát mấy ngày này họ bận rộn lắm, phải không anh Tyson? Anh Tyson làm bên ngành cảnh sát mà. Các bạn biết những người mà làm cảnh sát những ngày cuối năm này họ bận rộn lắm. Họ làm gần như là overtime rất là nhiều, họ ra quân rất là nhiều để đặng họ bảo vệ cái sự an toàn cho cái mùa là như mùa lễ người ta đi sắm á. Thì tôi chia sẻ với anh chị các bạn để anh chị các bạn thấy, tôi phải nói rất là vui, Việt Nam cần phải một lúc vấn đề mà mạng làm phải cho cái mạng Facebook ngày một nó trong sạch hơn, chứ không phải lên mạng. Các bạn thấy nãy đằng kia một xe cảnh sát, còn đây xe cảnh sát chỉ có mấy ngày lễ mấy ngày lễ là tụi nó đi tuần dữ lắm, đằng kia nó đậu một chiếc, đây đang chạy đây một chiếc rồi nó đi tuần đó. Nó đi tuần an ninh ở bên nước Mỹ mà các bạn biết, bởi tôi nói luật pháp Mỹ mà áp dụng trên Việt Nam thì dân Việt Nam chỉ có ngồi mà kêu trời khóc thôi, chứ đừng có ngồi đó mà nghe theo lời mấy cái thằng chống cộng cực đoan ô hợp lên rồi tiên truyền tầm bậy tầm bạ, bỏ ra vài trăm đô rồi cái nó suối như này suối như kia đi ra khóc làm dân quan ra kia rồi là bài lắm trò tú bịch, cái đó là ngu ngu mà lì. Thành ra cuộc sống chia sẻ tới đâu rồi mình chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nói chứ nhiều khi lại mình đi thấy cái gì hay thì cái like để đặng chia sẻ để mình truyền cái thông điệp về chứ quê hương, để cho những người khác họ chưa có thấy được những cái ở xứ người, cũng như để người ta so sánh, người ta nhận định và họ không có bị vướng vào những cái lao lý và những cái sai lầm đáng tiếc. Cho nên tôi nói anh chị các bạn chơi trên mạng này không đáng để cho mình phải vướng vào trong lao lý. Ở bên Mỹ này các bạn mà đánh trong Facebook mà những cái chuyện mà bị cảnh sát đồ FBI đồ nó bắt và nó mang cái tính cách mà gọi là làm ảnh hưởng tới xã hội đồ á, hơi bị nhiều đó. Tôi nói cho anh chị các bạn biết, riêng Facebook thôi, bởi thằng Facebook nó ra những cái tiêu chuẩn của nó đó, những cái tiêu chuẩn là như khi tôi ngồi tôi xem, tôi thấy các bạn mấy thằng mà tụi chống cộng cực đoan nó chửi tầm bậy tầm bạ tục tiểu rồi mà tôi không thấy các bạn ngồi đó các bạn ghiệp hoạt nó, mà các bạn cứ chửi nó lại không, mình cứ ghiệp hoạt nó, mình rip nó để cho nó biết rằng cái vấn đề mà cộng đồng, cái vấn đề mà Facebook này nó không phải là đùa giỡn tào lao như vậy được, không phải lên đây là muốn rìu qua mắt thợ được. Có nhiều thằng nó qua Mỹ, mấy thằng chống cộng cực đoan nó qua Mỹ nhưng mà đầu óc nó óc toàn là óc heo mà nó ngu còn hơn con chó nữa. Tôi nói thiệt á, mấy thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ cái lũ đó ba que ô hợp chống cộng cực đoan nó ngu còn thua con chó nhà tôi, con chó nhà tôi nó còn khôn hơn cái đám đó. Tôi kêu nó đứng ngồi tôi kêu nó chạy là nó chạy, tôi kêu nó cắn là nó cắn. Còn mấy cái đám đó nó ngu lắm. Nói chứ tôi thấy cái cuộc sống xã hội mà tôi nói với anh chị các bạn thấy đất nước quê hương của mình đang đổi mới và phát triển. Tôi nói anh chị các bạn những người mà bây giờ người ta già rồi, bắt đầu người ta mới nhìn thấy tôi về lại quê hương. Các bạn thấy họ về quê hương ở bên Việt Nam, tôi nói những người mà lớn tuổi sống ở Việt Nam rất là tốt. Về vấn đề thuốc men, các bạn biết mình sống mình phải hòa đồng với thiên nhiên, sử dụng thuốc nam thuốc bắc. Còn các bạn biết nó bên Việt Nam Mỹ này cái gì nó cũng dùng những cái xạ trị, những cái mà hóa chất nó lấy độc trị độc. Còn mình sử dụng, mình sống với thiên nhiên. Bởi vì cái những người Việt Nam nhiều khi các bạn nói người ta ăn độc ăn này kia mà đâu có ai lăn đùng ra chết đâu. Đó. Tại vì người ta có những cái mà thuốc bắc thuốc nam và những cái loại ăn uống đó, nó thải ra rất là hay. Tôi thích, mỗi lần về là tôi hốt rất là nhiều loại thuốc nam. Mấy cái tiệm mà thuốc bắc thuốc nam nó nổi tiếng mình hốt, mình đem từ Mỹ mình ngâm rượu mình uống ngàn chung nó khỏe lắm. Tôi nói anh chị các bạn những cái loại thuốc rất là khỏe. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn.
Còn ở Mỹ mà các bạn biết đó, nó Mỹ nó làm cái gì cũng vậy, nó có cái khuôn khổ pháp luật của nó, làm cái gì cũng vậy nó phải certify, verify, phải được chứng nhận chứng này chứng kia, chứng bà nội cha, nó cái gì nó làm nó cũng bắt phải chứng hết. Nó bắt phải chứng hết để đặng mà nó vô trong cái khuôn khổ pháp luật của nó, để đặng mà nó điều khiển, để đặng nó quản lý. Các bạn thấy nhiều khi những cái bệnh nan y đồ ở Việt Nam, họ có những cái người thầy về bên thuốc nam đồ thuốc bắc đồ, các bạn thấy rất là hay. Tôi thấy cái ông thầy gì mà tới nỗi mà cái người câm người điếc mà không còn trị được, mà các bạn thấy không, ngay cả pha học mà như tân tiến như Mỹ mà nó còn trị không nổi, mà ông trị người ta có những cái phương thức trị liệu phổ thông rất là hay, rất là hay. Tôi thấy ở Việt Nam về sức khỏe con người mình biết áp dụng thuốc nam á, mình biết áp dụng vào những cái thuốc nam thuốc bắc rất là hay. Tôi nói chị các bạn nó khỏe. Tôi về bển tôi phái, có nhiều người nói về uống rượu be bét này, nhưng mà mình uống rượu quá mình ngâm thuốc rồi mình uống cái kiểu vừa phải thôi, nó khỏe lắm. Các bạn biết uống bữa sau đứng mình uống hả, sáng hôm sau người nó khỏe, nó không có kiểu như mệt mỏi người làm mình khó chịu nhức đầu đồ này kia, rất là tốt. Cho nên cuộc sống tôi thấy lên trên này mà ai mà chê ba Việt Nam tôi ghét. Tôi thấy Việt Nam mình bây giờ dĩ nhiên thì nó cũng có những cái mặt trái của xã hội, nhưng mà đất nước nào nó cũng 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 có chứ không phải Việt Nam không, mà người ta đang khắc phục để cho nó tốt hơn, chứ còn ngồi đó mà cứ xuyên tạc phá hoại. Hôm nay tôi thấy có một người gọi là gì, hương 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 gì đó, diệu diệu hương gì đó, là nhạc sĩ gì đó, lên cũng trò chuyện thấy rất là cảm động nha, thấy rất là cảm động. Những người con xa xứ bây giờ ai cũng trông chờ muốn trở về với quê hương đất mẹ hết. Mình là người Việt, ngay cả các bạn thấy người Do Thái không, họ đi họ 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 di tản khắp thế giới hết, khi quê hương đất nước người ta xây dựng là người ta ầm ầm ào nhau một lòng kéo về xây dựng tổ quốc. Bây giờ nước Do Ma Thái người ta rất là rất, các bạn thấy cái chút xíu vậy đó, nó mạnh lắm đó. Dân Do Thái nó đoàn kết lắm, các bạn biết nó lưu lạc khắp thế giới, nó bị xóa sổ trên cái cộng đồng trên bản đồ, nhưng mà các bạn biết nó luôn luôn lúc nào cũng vậy, giữ cái truyền thống dân tộc cực kỳ không ngoại lai. Các bạn biết không bao giờ nó ngoại lai, thằng Do Thái cực kỳ nó giữ cái truyền thống của nó. Thì để mình chia sẻ với anh chị các bạn, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Nói chung thì mình thấy cái gì hay thì mình ở đây mình chia sẻ để anh em chúng ta cùng nhau mình tìm hiểu, nhưng hay nó học hỏi, có tính cách học hỏi và xây dựng, chứ chứ cứ ngồi đó mà cứ chống phá xuyên tạc. Hey, stop. Come on, boy. Get down. Get down. Come on, boy. Get down. Hey, good. Yeah. There's my boy. Come on, boy. Come on, kid. Come on, kid. Come on. Come on. That's okay. No, no, no. That's okay. It's okay. Go. 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 No. Hey. Các bạn thấy chiều ở nước Mỹ nó buồn hiu à, nó đâu phải ở Việt Nam đâu. Các bạn thấy người ta đi ở ngoài đường lâu lâu mới có người đi ngang qua chó nó sủa. Ở Việt Nam sáng chiều bà con lối xóm lúc nào cũng vui tấp nập, còn cuộc sống đây có hàng bạn thấy làm xong rồi về chung quanh rào cổng kính lại hết đấy, gà rào rồi hết. Tôi nói nha, mỗi góc mấy thằng mắt dại bao que nó tấn công tôi đặt máy
khắp mọi nơi hết, từ mọi góc. Các bạn mà có xài hệ thống máy mà quay phim, cái loại này rất là tốt nè, cái loại này nè, các bạn biết nó xài không dây, men nó mạnh giá mang, mà nó trong màn hình của nó, cái thằng alo nè, mà các bạn biết nó, khi mà ai đi ngang qua là nó chụp hình, nó quay rồi nó báo cho mình, nó gửi mình bất cứ, mình đi bất cứ ở đâu trên thế giới, nó báo cho mình hết. Cái thằng alo, cái hệ thống an ninh của nó rất là tốt. Bên Mỹ nó bán một bộ như vậy nó khoảng 800, 5 cái. Nó wifi là các bạn cứ để hai cái đằng trước thôi là nó đã cover nguyên cái khu nhà hết luôn. Cái chu vi của nó rất là rộng, nó tới 180 độ, cực kỳ mạnh. Các bạn thấy không? Đặt chỉ hai cái đằng trước, hai cái đằng sau, một cái máy hồng thôi là nó quay mạnh lắm. Cứ nó gần hết pin, khoảng 2 tháng 3 tháng nó mới hết pin. Còn không thì mình mua cái solar đó, mình để nó tự động nó sạc. Nó gần hết pin đó, rồi mình lấy vô mình sạc. Mình sạc từ cái rồi xong mình để ra. Tiện lắm. Mà nó nắng mưa cỡ nào nó cũng chịu đựng nổi hết. Cái thằng alo của thằng Net kia cực kỳ mạnh. Ở bên Mỹ này máy wifi everywhere. Các bạn thấy ở trên cũng phải đặt, cái bên hông đằng kia cũng phải đặt chứ không phải giỡn. Cái lũ mà ô hộp bao que gì đó nó dọa mình nữa, mình cũng hơi teo teo. mình phải đặt máy hết. Ê, bữa nay mình cho cá ăn. Mè nước trong đã quá. Mấy cá này thương dễ sợ. Ôi kìa. Oh man. Come on boy. Yeah. Wow. Nhìn cá thấy ham thì chứ. Nhìn nó là quên hết thiên muộn. Các bạn. Oh man, nước này trong đẹp quá. Con cá này đẹp quá. Ok thôi, bye bye nha.